phối hợp hiệu quả, hợp tác tốt việc mua bán than giữa Lào và Việt Nam, phục vụ sản xuất điện. Tại hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than với Lào do Bộ Công Thương tổ chức chiều 25 tháng 7, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thống nhất nhận định, hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào là vấn đề hết sức quan trọng, vừa là nhiệm vụ phát triển kinh tế, thương mại, vừa là nhiệm vụ chính trị giữa hai nước. Dự kiến khối lượng nhập khẩu than từ Lào về Việt Nam năm 2024 vào khoảng 3,4 triệu tấn, và Lào sẽ là quốc gia đứng thứ ba cung cấp than cho Việt Nam sau Indonesia và Úc. Bộ cũng đề nghị là liên quan đến việc phía, phía chính phủ Lào thì cũng sớm xem xét chỉ đạo các cái đơn vị sản xuất than, các chủng mỏ than nghiên cứu có các cái giải pháp để giảm giá thành, đặc biệt là các cái khâu giả soát các cái khâu sản xuất để mục tiêu làm giảm giá thành để góp phần làm tăng cái tính cạnh tranh với than nhập khẩu từ các cái thị trường khác. Thứ hai là chính phủ Lào cũng nghiên cứu để đẩy mạnh cái việc đầu tư nâng cấp các cái tuyến đường từ phía mỏ than từ tỉnh Xê Công đến các cái vị trí cửa khẩu có thể vận chuyển than về Việt Nam. Dù vậy, sản lượng nhập khẩu than chưa được nhiều do nhu cầu việc mua than và sử dụng than do đốt điện thời gian qua thấp, bởi Thủy điện Việt Nam hiện đang phát huy hiệu quả tốt. Thời gian tới, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về giá thành nhập khẩu than, cơ sở hạ tầng cũng như đẩy mạnh việc hợp tác thương mại than giữa Việt Nam và Lào, theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ, giúp bạn là giúp mình. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các tập đoàn, tổng công ty tăng cường phối hợp hiệu quả, thực hiện tốt các hợp đồng cung cấp than cho sản xuất điện theo nguyên tắc tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ đàm phán với đối tác về việc nhập khẩu than, tháo gỡ những khó khăn, phải đảm bảo nguồn cung ứng than trong mọi tình huống. Quan điểm chủ trương ấy, thì chúng ta thống nhất một lần nữa là phải đẩy mạnh việc hợp tác thương mại than giữa Việt Nam và Lào theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp quan của hiệp định liên chính phủ của chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ với một tinh thần giúp bạn chứ là giúp mình chúng ta vừa đáp ứng cái nhu cầu của ta nhưng mà vừa là để giúp bạn để có cái tháo gỡ khó khăn trong lúc này riêng với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam tổng công ty Đông Bắc bộ trưởng yêu cầu cần bảo đảm cung cấp đủ ổn định than cho các hộ tiêu thụ theo các hợp đồng mua bán than đã ký đồng thời tính toán và xác định chính xác năng lực sản xuất để có kế hoạch, giải pháp tổ chức sản xuất hợp lý, khai thác hiệu quả nguồn than trong nước, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch nhập khẩu than để bảo đảm cung cấp đủ theo cam kết tại hợp đồng đã ký. Đối với vụ dầu khí và than, Bộ trưởng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024 đã phê duyệt và điều chỉnh vào tháng 4 năm 2024 vừa qua. Cùng đó, chủ trì phối hợp giá soát, cập nhật biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024 phù hợp tình hình thực tế và đề xuất cơ chế cho các tập đoàn, tổng công ty ký hợp đồng mua than trực tiếp, dài hạn với nhà cung cấp phía Lào để báo cáo Thủ tướng quyết định. Việc này phải làm ngay trong tháng 7 năm 2024. Đối với vụ thị trường châu Á, châu Phi, chủ trì phối hợp thúc đẩy chủ đầu tư sớm triển khai việc đầu tư băng tải vận chuyển than qua cửa khẩu La Lai, Quảng Trị tổng hợp đề xuất kiến nghị của các tập đoàn, tổng công ty cùng vụ dầu khí và than về cơ chế mua than trực tiếp từ công ty cung cấp phía Lào, kiến nghị chính phủ Lào giảm tối đa các loại thuế, phí đối với xuất khẩu than vào nội dung kỳ họp thứ 47 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam Lào.